đây là hồ sông Đáp Phường Chính Nam Quang Trọng. Bà show, bà show, bà tiên show. Hello quý vị ơi, ở dưới quý vị có nghe cái học nói không ạ? À? Không nghe à. Check 1, 2, 1, 2. Okay. Check 1, 2, 1, 2. Check 1, 1, 2. Lên nữa à? Nữa. 1, 2. Trên này nghe rất là lớn. 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2. 1, 2. One, two. Nghe rồi đấy quý vị. Con cảm ơn quý vị. Thank you.
Dương Bước Giang Hồ với tiếng hát của chị Kim Mai, xin cảm ơn chị rất nhiều. Và sau đây là tiếng hát của Trương Nguyễn với nhạc phẩm Những Đôi Mắt Hòa Châu, một sáng tác của nghệ sĩ Hà Châu. Xin mời quý vị ra sân khấu với thể điệu Rôm Ba. Dương Bước Giang Hồ. Bạn đó hả? Đi giang hồ nào mà dừng bước vậy? Lâu rồi. Lâu quá dừng lại hả?